6 câu chuyện, 6 bài học rất đáng học hỏi và lắng nghe. Chào quý vị các thính giả đang nghe truyện trên kênh Ngắm Mà Xem. Ngày hôm nay, Vân Anh xin gửi tới quý vị các thính giả 6 câu chuyện thật hay và cảm động. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung ngay sau đây nhé. Câu chuyện thứ nhất. Không muốn xa mẹ, cậu bé ung thư kê gối nằm chờ mẹ, rồi ra đi mãi mãi. Sau một thời gian chiến đấu với bệnh ung thư, cậu bé Nolan, 4 tuổi, buộc phải nói lời tạm biệt với người mẹ thân yêu của mình. Mặc dù cuộc đời ngắn ngủi và Nolan bây giờ đã đến một nơi nào đó thật xa, nhưng những gì cậu bé đáng yêu này đã làm trong những ngày cuối đời vẫn còn khiến nhiều người khâm phục và ngưỡng mộ. Nolan được chẩn đoán mắc bệnh ung thư mô mềm khi mới 3 tuổi. Sau một năm điều trị, tình hình sức khỏe của cậu bé ngày càng xấu đi. Ngày 1 tháng 2, các bác sĩ điều trị cho em đau đớn thông báo với chị Ruth rằng khối u đã quá lớn. Mọi phương pháp điều trị hầu như không có tác dụng. Hiện tại, khối u này đang chèn vào phế quản và tim cậu bé. Các bác sĩ không thể làm gì hơn ngoài việc giúp em có thể ra đi thanh thản. Những ngày sau đó thật dài và đau đớn, tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Chị Ruth chia sẻ. Người mẹ ngậm ngùi nhìn Nolan đang say giấc, ký vào thỏa thuận không làm cấp cứu khẩn cấp nữa, rồi lặng lẽ đưa cậu bé về nhà. Tôi muốn cháu ở cùng với gia đình trong những giây phút này. Lúc ấy Nolan tỉnh dậy, cháu nắm lấy tay tôi và khẽ nói. Mẹ ơi, con sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ không đi đâu nữa nhé. Dù vô cùng đau đớn, nhưng cháu vẫn cố gắng an ủi tôi. Hôm sau, Nolan cùng mẹ chơi đùa và xem hoạt hình. Ruth nói với cậu bé rằng mẹ không thể che chở cho con được nữa, nhưng con nhất định sẽ nhận được sự che chở nơi thiên đường. Căn bệnh ung thư này con không cần phải chiến đấu với nó nữa. Nolan ngây thơ và hạnh phúc. Con không cần chiến đấu nữa ư? Nhưng con sẽ tiếp tục chiến đấu vì mẹ. Không đâu con yêu ạ. À, đó là những gì con đang làm sao? Chiến đấu vì mẹ. Vâng. Nolan, vậy công việc của mẹ là gì? Mẹ che chở cho con. Cùng một nụ cười thật tươi trên môi. Nolan à, bây giờ mẹ không thể che chở cho con được nữa. Nơi duy nhất mẹ có thể giữ cho con bình yên, đó là thiên đường. Nolan hiểu những gì mẹ nói, liền đáp. Được thôi mẹ à, con sẽ chờ mẹ ở đó nhé. Nolan an ủi mẹ và hứa rằng sẽ viết thư cho mọi người trong gia đình khi đã đến thiên đường. Trong những giờ phút này, cậu luôn muốn mẹ ở bên cạnh. Nolan biết rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa. Đêm 4 tháng 2, trong khi Nolan đang xem hoạt hình, Ruth hỏi cậu bé rằng liệu mình có thể đi tắm vào lúc này không? Cậu bé gật đầu đồng ý với nụ cười trên môi. Mẹ sẽ quay lại sớm thôi. Ruth nói rồi đóng cửa phòng tắm, mà không ngờ rằng đó là khoảnh khắc mà Nolan bắt đầu chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Khi cô trở ra thì các nhân viên y tế đã đứng quanh giường của cậu bé. Họ thông báo rằng Nolan đã ngủ sâu và mất hết tri giác. Ruth vội vã đến bên giường con trai, khóc nức lên và áp tay vào mặt cậu bé. Thiên thần của tôi từ từ mở mắt, mỉm cười nhìn tôi, rồi nghiêng đầu về phía tôi và nói, con yêu mẹ rất nhiều. Jolyn Nolan Scully đã ra đi khi tôi đang ghé vào tai con và hát. Con là ánh mặt trời của mẹ. Giữa cơn hôn mê, Nolan đã cố gắng tỉnh dậy, chỉ nói yêu mẹ cùng nụ cười thật tươi tắn trên môi. Nolan đã ra đi như một anh hùng.
Chị Ruth chia sẻ lại những giờ phút xúc động của hai mẹ con trước khi Nolan ra đi mãi mãi. Sau 2 tháng, từ ngày Nolan ra đi, Ruth quyết định chia sẻ câu chuyện để mọi người biết rằng cậu bé đã kiên cường và dũng cảm như thế nào. 2 tháng. 2 tháng kể từ ngày mẹ ôm con trong vòng tay, nghe con thì thầm vào tai mẹ rằng con yêu mẹ. 2 tháng kể từ ngày chúng ta ôm chặt lấy nhau. Trong một thời gian dài, tôi đã muốn viết về những ngày cuối cùng của Nolan. Những ngày cuối cùng trong cuộc đời của Nolan mới tuyệt vời làm sao. Con thật đẹp và đáng yêu. Ở con không có bất kỳ điều gì ngoài tình yêu thuần khiết. Ruth viết trên trang Facebook cá nhân của mình. Con trai bé nhỏ của tôi đã rất sợ hãi khi rời xa tôi, ngay cả khi tôi đi tắm. Ruth viết, bây giờ người sợ hãi là tôi. Không còn gì ở nơi đây ngoài một tấm thảm trống rỗng. Nolan xinh đẹp và đáng yêu đã từng nằm chờ tôi ở đó. Bài viết của chị đã được hơn 600.000 lượt chia sẻ, lấy đi nước mắt của nhiều cư dân mạng. Họ đều tin rằng, ở thế giới bên kia, Nolan đang có một cuộc sống vui vẻ và ước mong một ngày nào đó mẹ sẽ tới. Câu chuyện thứ hai, sự tín nhiệm là điều chúng ta không được đánh mất. Đây là một câu chuyện có thật. Có một người đàn ông quấn đầy thuốc nổ xung quanh người, đột nhập vào một trường học rồi bắt cóc 2 học sinh cấp 2, một nam và một nữ. Người đàn ông này khi thì ngửa mặt lên trời cười to, khi lại khóc ròng lên, cảm xúc rất không bình thường. Sau một hồi giằng co với phía cảnh sát, hắn đưa ra điều kiện khiến mọi người dở khóc dở cười. Yêu cầu cảnh sát lập tức xử bắn phạm nhân XX, nếu không tôi sẽ chết cùng 2 con tin này. Cảnh sát đã nhanh chóng điều tra rõ lai lịch của người đàn ông này. Ông ta đã từng làm thuê nhiều năm tại các mỏ đá nên rất tinh thông chế tạo và sử dụng chất nổ. Sau này, ông ta đã đổi sang nghề buôn bán. Một tháng trước, ông đã bị người bạn tên là XX này lừa đến khuynh gia bại sản. Vì vậy, hiện tinh thần đang bị kích động rất mạnh. Ông XX vì bị tình nghi là lừa đảo nên đã bị bắt và đang chờ xử lý của pháp luật. Vì vậy, điều kiện mà người đàn ông này đưa ra là vô lý. Phía cảnh sát đương nhiên không thể đáp ứng. Hiện tại, tình thế rất nguy cấp. Chỉ cần ông ta ngã xuống đất, chất nổ sẽ bị kích hoạt và bị nổ tung ngay. Cho nên, phía cảnh sát không thể tấn công hạ gục ông ta được. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho mọi người, cảnh sát liền phái một chuyên gia đàm phán đến nói chuyện cùng ông ta nhằm tìm thời cơ để hành động. Hai bên đàm phán từ sáng sớm đến giữa trưa. Cảm xúc của anh ta có chút ổn định và qua một thời gian dài nên thể lực của ông ta cũng có phần giảm sút. Tuy nhiên, ông ta vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Cuối cùng, phía cảnh sát cử 2 cảnh sát đặc công lặng lẽ tiến lại gần ông ta. Định hành động thì bất ngờ 2 em học sinh kia đều đề nghị được đi vệ sinh. Người đàn ông sững sờ một lát rồi nói, muốn chạy trốn mà, không dễ dàng như vậy đâu, định biến ta thành đồ ngốc sao? Hắn nhìn 4 phía và phát hiện ra phía sau đang có cảnh sát tới gần. Hắn lập tức nắm tay kéo chặt kiếp nổ và hét to. Lừa đảo, tất cả các người đều là lừa đảo. Cảnh sát thất bại trong gang tấc, không khí trở nên căng thẳng. Tình thế lúc này cực kỳ nguy cấp, nhưng 2 học sinh kia đâu hiểu điều này, bởi chúng vẫn còn là những đứa trẻ thơ, sao có thể nghĩ được nhiều như vậy. Một lát sau, người đàn ông đột nhiên cười ha hả, vừa dậm chân xuống đất, vừa quát lên. Được, ta đồng ý cho 2 đứa chúng mày đi vệ sinh, nhưng phải từng đứa đi một. Nếu như đứa kia không quay lại, thì đứa còn lại sẽ chết cùng ta. Hắn đã không còn tin tưởng cảnh sát, và giọng điệu này cũng là không muốn thương lượng nữa rồi. 2 đứa trẻ sợ đến mặt trắng bệch.
điều kiện này của hắn cũng thật độc ác. Hai đứa trẻ đều hiểu rõ, vào trường hợp này, ai cũng muốn đi rồi không quay trở lại để chịu chết. Vậy ai sẽ đi đây? Sự việc đột xuất khiến cảnh sát cũng không có cách ứng phó kịp thời. Không khí trở nên nghẹt thở. Hai đứa trẻ nhìn nhau không biết làm sao. Nếu không đứa nào đi thì cả hai sẽ chết cùng ta. Người đàn ông đắc ý với điều kiện của mình và không ngừng uy hiếp, thúc giục hai đứa trẻ. Sau khi giằng co một lát, em học sinh nam nói trước. Mình là Nam Nhi, bạn hãy đi trước đi. Cô bé cảm giác có chút được ưu tiên, xoay người bước đi. Vừa bước đi được hai bước thì đột nhiên dừng lại rồi nói với bạn nam. Xin cậu hãy tin tưởng ở mình nhất định sẽ quay trở lại. Giọng nói của cô bé tuy nhỏ nhẹ nhưng từng chữ đều rất rõ ràng. Nam học sinh nở nụ cười rồi gật đầu nhẹ nhẹ. Mình tin tưởng ở bạn. Cô bé chạy đi, cách thần chết càng ngày càng xa. Lúc này, nếu như từ toàn cục mà suy xét, cô bé nên là quay lại, vì như vậy sẽ không làm kích động cảm xúc của người đàn ông kia, rồi sau đó sẽ tìm đối sách. Nhưng mà, thật vất vả, cô bé mới tìm được con đường thoát chết, cho nên việc quay lại hay không chỉ có thể do chính cô bé quyết định. Thời gian tựa như dừng lại, hiện trường mọi vật đều im lặng. Sau mấy phút, cô bé đã chủ động quay trở lại. Người đàn ông cảm thấy bất ngờ, có chút không hài lòng là có chút xuống tinh thần. Đành phải để cậu bé đi. Cậu bé trước khi đi cũng nói với cô bé rằng hãy tin tưởng ở mình nhất định sẽ quay lại. Cô bé cũng mỉm cười và gật đầu. Khi cậu bé này đi vệ sinh xong, đang định quay trở lại, thì từ trong đám đông, một người phụ nữ chạy ra, vừa ôm lấy cậu bé, vừa khóc to. Cậu bé chợt thốt lên một tiếng, mẹ. Người đàn ông nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt không giấu nổi vẻ đắc ý. Hắn tin tưởng rằng, trên đời này làm gì người mẹ nào đứng trơ mắt nhìn con đi chịu chết kia chứ? Tên tội phạm tay kéo ngồi nổ, rồi ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếng cười thê lương làm xé tan khoảng tĩnh lặng của sân trường, khiến cho mọi người sợ hãi. Cô bé bắt đầu run nhẹ nhẹ và lặng lẽ nhắm đôi mắt lại một cách tuyệt vọng. Không ai ngờ được rằng mẹ cậu bé lau khô nước mắt và vỗ vỗ vào bả vai của cậu con trai rồi nói: con trai, con là Nam Nhi, mẹ tin con sẽ có biện pháp và không bị khuất phục. Được sự khích lệ của mẹ, cậu bé đi về phía người đàn ông và cô bạn gái. Chứng kiến hai đứa trẻ đều quay trở lại, người đàn ông thể hiện vẻ mặt không tin nổi. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ, biểu lộ sự kỳ quái khó hiểu. Mấy phút sau, người đàn ông tự đưa hai tay lên đầu và hướng về phía cảnh sát mà đầu hàng. Sau này có phóng viên hỏi ông ta, tại sao ngày hôm đó ông lại buông tay? Ông ta trả lời, từ sau khi bị bạn lừa gạt, tôi đã bắt đầu nghi ngờ tất cả, không tin tưởng bất kể một ai. Cho nên tôi muốn trả thù tất cả. Nhưng hôm đó tôi nhìn thấy cảnh hai đứa trẻ dùng tính mạng của mình mà tin tưởng nhau. Tôi biết tôi sai rồi. Một người đàn ông bị bạn lừa gạt đến khuynh gia bại sản, dẫn đến thù hận tất cả, lại bị rung động bởi hai đứa trẻ thơ ngây mà dừng lại trước bờ vực thẳm. Bởi vì cuối cùng ông cũng nhận ra rằng giữa con người với nhau vẫn còn tồn tại sự tin tưởng. Sự tín nhiệm, lòng tin tưởng thật đáng quý. Câu chuyện thật sự khiến nhiều người phải suy ngẫm. Câu chuyện thứ ba. Một câu nói đơn giản, một hành động nho nhỏ, nhưng xuất phát từ sự chân thành, thiện lương, cũng có sức mạnh cải biến một con người. Trong phòng ký túc xá,
khi tất cả mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ trưa. Duy chỉ còn một lại cô bé nằm ở giường số 3 là thức. Cô bé đứng dậy, rón rén đi đến bên cạnh đầu giường bạn nữ ở giường số 1. Sau khi nhìn thoáng qua mọi người, cô bé nhẹ nhàng cầm lấy túi bột giặt của bạn đổ vào trong chậu giặt quần áo của mình. Sau khi làm xong một loạt các động tác rồi lại trở về giường, quay đầu nhìn sang giường số 1, thấy tư thế bạn gái không hề thay đổi, vẫn còn đang say ngủ. Buổi chiều ngày hôm sau, khi cô bé giường số 3 giặt quần áo, khi cầm túi bột giặt của mình lên, chợt cảm thấy tay rất nặng. Cô bé nghĩ, thật không thể nào, túi bột giặt của mình chỉ còn lại có một chút cơ mà. Mà sao bên trong chiếc túi này lại đầy bột giặt, mùi hương thơm ngát. Hơn nữa, mùi hương này không giống mùi bột giặt của mình. Cô bé nhìn kỹ lại cái túi, hoàn toàn chính xác, đúng là nhãn hiệu mà cô bé thường mua. Lúc cô bé ấy từ trong nhà vệ sinh đi ra, liếc mắt nhìn thấy túi bột giặt của bạn giường số 1 đã cạn sạch, còn đang nhìn mình và nở một nụ cười. Đột nhiên cô bé thấy như có một vật gì đó chặn lại nơi cổ họng. 10 năm sau, trong một lần gặp mặt bạn cũ, cô gái đã từng nằm ở giường số 1 và cô gái nằm ở giường số 3 ngồi cạnh nhau. Cô gái ở giường số 3 nói với bạn của mình, thật lòng cảm ơn hành động của bạn. Lòng khoan dung độ lượng của bạn đã cải biến mình, cũng là đã cứu rất nhiều mạng sống. Bạn nữ giường số 1 tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu. Cô bạn giường số 3 liền nói tiếp. Có một cô bé bước vào tiệm tạp hóa ven đường mua một chai dầu gội đầu có giá rẻ nhất. Kết quả là khi gội đầu không có bọt nên bị các bạn giễu cợt. Cô bé ấy để chiếc bánh bao của bữa ăn sáng đến chiều ăn. Kết quả là chiếc bánh bị biến mùi và cô ấy vẫn gặm ăn, khiến các bạn cười châm biếm rằng thần kinh có vấn đề. Cô bé ấy còn mặc chiếc áo khoác màu nâu của cha mình cho đỡ lạnh. Kết quả bị các bạn cười chê là thằng hề. Cô bé ấy đến quán cơm chỉ mua cơm trắng rồi xin thầy giáo chút nước để ăn. Kết quả là bị các bạn cười và cho là khác loài. Cô bé ấy không thích bất kể thứ gì ở trường học mà chỉ nhận được sự lạnh lùng và châm biếm. Rất nhiều lần cô tưởng tượng ra cảnh mình cầm một chiếc kéo và xông lên phía trước mà đâm. Cho đến khi phát hiện ra túi bột giặt của mình đã được ai đó đổ đầy. Cảm ơn bạn đã cải biến tôi, và cũng vì thế mà cứu được rất nhiều mạng sống. Không thì có khả năng tôi đã giống như Mã Gia Tước mất rồi. Mã Gia Tước là sinh viên khoa sinh Đại học Vân Nam. Năm 2004 đã giết 4 bạn sống cùng ký túc xá vì xích mích. Bạn nữ giường số 1 vừa cười vừa nói, nguy hiểm thật, hóa ra thiếu chút nữa thì mình đã chết từ 10 năm trước rồi. Đừng cảm ơn mình, hãy cảm ơn mẹ của mình. Thật ra lúc bạn lén lút lấy túi bột giặt của mình đổ vào chậu quần áo của bạn, mình đã nhìn thấy hết. Mình không biết phải làm thế nào nên đã bí mật gọi điện thoại về cho mẹ. Mẹ nói với mình rằng, nếu như bột giặt của con còn rất nhiều, con có lấy trộm của người khác không? Mình đã nói là không. Mẹ còn nói tiếp, nếu như bột giặt của con còn rất nhiều, con có thể chia sẻ một chút cho người đang cần. Cứ như thế, mình đem bột giặt của mình đổ cho bạn. Bạn nữ giường số 3 nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Một câu nói đơn giản, một hành động nho nhỏ đã cải biến một con người. Hơn nữa, còn cứu vãn một số sinh mệnh có thể bị đâm chết, bao gồm cả tính mạng của mình. Đừng bao giờ xem nhẹ sức mạnh của đối xử lương thiện. Nếu bạn là bậc làm cha mẹ, thiết nghĩ đó mới là điều chúng ta cần dạy bảo cho con trẻ. Hãy đem chuyện này để giáo dục cho con của bạn. Tôi nghĩ rằng không bao giờ là muộn cả. Câu chuyện thứ tư.
giữa những thị phi ồn ào, nếu chúng ta biết lắng nghe trước khi phán xét, mọi thứ có thể sẽ thay đổi theo hướng tích cực. Khi gặp kẻ trộm, đương nhiên cảnh sát phải bắt giữ. Thế nhưng, anh chàng cảnh sát Jamerton ở thành phố Atlanta không những không bắt kẻ trộm mới 12 tuổi ngay trong tuần đầu tiên đi làm, mà còn hành xử vô cùng nhân ái. Ngay tuần đầu tiên đi làm, viên cảnh sát Jamerton nhận được báo án về một vụ trộm ở cửa hàng Family Dollar thuộc thành phố Atlanta. Khi đến nơi, anh phát hiện kẻ trộm chỉ là một cô bé 12 tuổi và cô bé đã lấy trộm hai đôi giày. Anh Milton hỏi cô bé vì sao lại lấy trộm đồ. Cô bé nói rằng bởi vì gia đình mình không mua nổi những thứ này. Khi anh thẩm vấn thêm thì bất ngờ cô bé bắt đầu khóc. Vừa lau nước mắt vừa nói, hai đôi giày này là dành cho em gái 5 tuổi của mình. Anh Milton nhẹ nhàng nói với cô bé rằng, cho chú biết nhà cháu ở đâu, chú sẽ đưa cháu về nhà an toàn. Sau khi đến nhà cô bé, anh Milton bị bất ngờ khi trong nhà hầu như chẳng có gì cả ngoài một cái ghế sofa cũ rách. Trong tủ lạnh không có đồ ăn, nhưng lại có đến 5 đứa trẻ. Hơn nữa, chỉ có người mẹ ở nhà đang bế đứa bé nhỏ nhất, vừa dỗ con ngủ, vừa cho hay bố các cháu đã ra ngoài làm việc để nuôi gia đình rồi. Vì cô không đủ khả năng thuê bảo mẫu nên không đi làm kiếm tiền được. Sau khi thấy hoàn cảnh gia đình của cô bé, anh không chỉ không bắt kẻ trộm lại mà còn sắp xếp nhân viên công tác xã hội đến nhà. Tối hôm đó, anh cũng mua 4 chiếc bánh pizza cỡ lớn đến thăm gia đình cô bé. Sau khi cấp trên của anh Milton biết được việc này, ông không những không chỉ trích anh, mà ngược lại còn khen ngợi hành động của anh, và sở cảnh sát còn trao bằng khen cho anh, phong anh là cảnh sát tốt nhất của tháng. Không chỉ dừng lại ở đó, sở cảnh sát thành phố Atlanta đã đăng câu chuyện này lên Facebook và kêu gọi người dân trong thành phố quyên góp đồ nội thất, quần áo, đồ dùng trẻ em cho gia đình kẻ trộm này. Sau khi nhận được sự giúp đỡ từ phía cảnh sát và cả cộng đồng, gia đình cô bé đã có cuộc sống tốt hơn. Họ không còn phải lo lắng về những khoản chi phí cơ bản nhất nữa. Về phần kẻ trộm, mẹ của cô bé nói với truyền thông địa phương rằng cô bé đã học được bài học tích cực từ sự việc này và cô bé đã biết tự mình cố gắng báo đáp xã hội bằng việc sống lương thiện và giúp đỡ mọi người xung quanh. Trong thế giới muôn màu muôn dạng này, khi thật và giả đang không ngừng đánh lừa con mắt của người ta, phân biệt đúng sai không còn là việc dễ dàng. Đôi khi, những điều tai nghe mắt thấy lại không phải là những điều chân thật. Bởi mỗi người đều mang trong mình những câu chuyện, những nỗi lòng, có vui có buồn, có thể sẻ chia và không thể sẻ chia. Giữa những thị phi ồn ào như vậy, nếu chúng ta biết lắng nghe trước khi phán xét, mọi thứ có thể sẽ thay đổi theo hướng tích cực. Không phải những gì chúng ta nhìn thấy luôn luôn đúng. Học cách thông cảm và giúp đỡ những người xung quanh cũng chính là lúc bạn thay đổi cuộc sống của chính mình. Bởi vì, rốt cuộc thì đời người như mây khói. Yêu thương có bao giờ là đủ với khoảng thời gian hữu hạn sống trên cuộc đời nhỏ bé này. Câu chuyện thứ 5. Thiện lương là con đường mà ai cũng muốn trở về, là nơi chốn cuối cùng của sinh mệnh. Một tên tội phạm giết người đã liều mạng bỏ trốn suốt một năm. Hắn đi vào một thị trấn nhỏ. Lúc này hắn đã toàn thân bẩn thỉu, quần áo rách tả tơi. Tên tội phạm vô cùng đói khát, đứng trước một sạp bán trái cây thật lâu mà không muốn rời đi. Trên sạp trái cây có những quả quýt vô cùng hấp dẫn hắn. Nhưng số tiền hắn mang theo đã dùng hết rồi. Hắn không biết nên làm sao. Là ăn xin hay lại vẫn là ăn cướp đây? Tên tội phạm cầm mũi dao nhọn vẫn đeo bên mình.
từ từ hướng về phía sạp trái cây. Đúng lúc này, một quả quýt vừa to vừa căng tròn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tên tội phạm, làm hắn mềm lòng. Tên tội phạm quá bất ngờ với điều này. Tay cầm dao không tự chủ được mà buông ra. Hóa ra là người chủ sạp trái cây đã chú ý đến hắn từ rất lâu rồi và suy đoán rằng hắn muốn ăn quýt nhưng mà không có tiền. Thế là chủ quán cầm lấy một quả quýt và đưa cho hắn rồi nói: anh ăn đi, không cần đưa tiền đâu. Tên tội phạm do dự một chút rồi nhận lấy quả quýt và há miệng bắt đầu ăn. Sau đó không nói một lời nào mà rời đi. 3 ngày sau, tên tội phạm lại quay lại sạp trái cây kia. Lần này không đợi đến hắn ta mở miệng, chủ quán đã cầm mấy quả quýt mà kín đáo đưa cho hắn ta. Tên tội phạm muốn nói gì đó nhưng là thôi. Cũng giống như lần trước, tên tội phạm ăn quả quýt xong liền vội vã rời đi. Buổi tối, lúc chủ quán thu dọn quán để chuẩn bị về nhà, phát hiện một tờ báo không biết của khách hàng nào để quên ở đó. Liền mở ra xem và kinh hãi. Hóa ra, một khoản to trên tờ báo là đăng lệnh truy nã tên tội phạm. Treo giải thưởng 3 vạn đồng cho người nào cung cấp manh mối về tên tội phạm đó. Mà bức ảnh đăng trên báo giống hệt với người mà lúc nãy chủ quán đã cho quýt. Người chủ quán do dự một lát, bởi vì nếu như báo cảnh sát thì có lẽ cũng đồng nghĩa với việc tên tội phạm kia sẽ biến mất khỏi thế giới này. Nhưng cuối cùng, lý trí cũng thắng sự thương cảm. Người chủ quán bấm số điện thoại gọi cho cơ quan công an. Mấy ngày sau, cảnh sát liên tục mai phục xung quanh sạp trái cây. 3 ngày sau, tên tội phạm quả nhiên lại xuất hiện. Lần này, hắn ăn mặc giống hệt như người trong bức ảnh truy nã trên báo. Có điều, xem ra hắn đã cảm nhận được một cái gì đó. Không tiến vào vòng vây của cảnh sát, chỉ đứng ở đó cẩn thận nhìn bốn phía. Người chủ quán cùng với cảnh sát chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hắn. Hồi hộp dâng trào đến nghẹt thở. Bởi vì trên đường đông người đi qua đi lại, một khi tên tội phạm phát hiện có cảnh sát thì sẽ rất nhanh chóng biến mất trong biển người mênh mông này. Hơn nữa, trên người của hắn lại có dao. Có khi còn cưỡng ép con tin thì hậu quả không thể lường trước được. Cuối cùng, tên tội phạm đứng giữa cả đám đông và đột nhiên có một hành động ngoài dự đoán của mọi người. Hắn rút dao trên người ra và ném xuống đất, rồi giơ hai tay lên, thản nhiên đi vào vòng mai phục. Cảnh sát ù lên, không mất một chút sức lực nào chế ngự tên tội phạm, lập tức muốn đem hắn đến ngục giam. Tên tội phạm đã bị đeo còng tay, đột nhiên nói: xin đợi một chút, cho tôi nói với ông chủ sạp trái cây một câu. Cảnh sát có chút chần chừ, tên tội phạm liền nói: trên người của ta không còn bất kỳ hung khí nào cả. Dưới sự áp giải của cảnh sát, tên tội phạm không hề sợ hãi, chỉ ấp úng trước mặt người chủ quán mà nói một câu: tờ báo kia là do tôi để ở đó. Sau đó, tên tội phạm mỉm cười mãn nguyện đi lên xe cảnh sát. Người chủ quán vội vàng tìm thấy phần tờ báo kia, bất ngờ phát hiện ở mặt sau thấy ghi mấy dòng chữ nhỏ: tôi đã chán ngán cảnh sống lưu vong trốn đông trốn tây rồi. Cảm ơn quả quýt của ông. Khi tôi còn do dự lựa chọn chấm dứt tính mạng của mình như thế này, chính là tấm lòng lương thiện của ông đã khiến tôi cảm động. 3 vạn tiền coi như là của tôi báo đáp ông. Tôi tạo cho mình cơ hội giúp ông mà cảm thấy thoải mái vui vẻ. Mỗi con người đều mang trong mình bản tính lương thiện, nhưng không phải là không có những ý nghĩ ác tính. Có rất nhiều ý nguyện lương thiện bị phủ bụi dưới đáy lòng mỗi người mà không được biết đến. Để ngăn cản sự hình thành ý nghĩ ác tính là rất khó. Nhưng tìm cho người thiện lương một lý do để phủ sạch những hạt bụi đó đi,
thì thông thường lại rất đơn giản. Chỉ là cho họ sự giúp đỡ đúng lúc họ đang cần, thì cho dù là một quả quýt, một ngụm nước, một ánh mắt thôi cũng đủ. Đây là một câu chuyện có thật. Nó xảy ra vào ngày 23 tháng 3 năm 2006 tại một thị trấn nhỏ ở phía bắc của Trung Quốc. Câu chuyện thứ 6. Tử tù thoát chết vài giây trước khi bị hành hình vì lòng vị tha của người mẹ vĩ đại. Tha thứ là liều thuốc xóa tan muộn phiền lo lắng, biến ân oán và hận thù trở thành những điều tốt đẹp, biến những bà mẹ bình thường như bao người phụ nữ khác trở thành những người anh hùng nổi tiếng thật sự. Cái ôm kẻ sát nhân. Một điều bất ngờ đã xảy ra trong phiên tòa xét xử cậu học sinh Jordan Howe, 15 tuổi, vì tội bắn chết người bạn cùng lớp, Lorena Gumandesu. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt, cô Adi, mẹ của Gina, bước đến chỗ hung thủ và nói: "Cô tha thứ cho cháu." Rồi vòng tay ôm lấy Jordan. Hành động của cô Adi đã khiến cả hội trường không khỏi ngỡ ngàng. Trang tin Miami Herald dẫn lời của quan tòa Ellen Du Venso nói: "Tôi đã chứng kiến thảm kịch con người diễn ra trong phòng xử án này suốt 20 năm nay, nhưng tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được việc mẹ của nạn nhân lại đến ôm người đã giết chết con mình." Khi trả lời phỏng vấn bên ngoài phòng xét xử, cô Adi cũng đã giải thích một cách đơn giản về hành động của mình. "Công lý đã được thực thi. Jordan là bạn của con gái tôi, và tôi biết con bé muốn tôi tha thứ cho cậu bé." Trước đó, vào tháng 11 năm 2012, cậu học sinh Jordi House đã vô tình bắn trúng Lausina Gumandesu, 13 tuổi, khi đi trên cùng chuyến xe buýt. House cho biết đã lấy khẩu súng của cha dượng và mang nó đến trường. Khi House khoe khẩu súng với bạn bè, thì vô tình bóp cò khiến Laudis bị thương ở cổ và qua đời tại bệnh viện. Tháng 6 năm 2014, House ra đầu thú. Theo luật pháp Hoa Kỳ, dù chưa tới tuổi vị thành niên, nhưng cậu bé vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành động của mình với tư cách một người trưởng thành. Jordan sẽ phải đối mặt với hai tội danh: giết người bằng vũ khí nguy hiểm và sở hữu sử dụng vũ khí khi chưa tới tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, sự tha thứ của mẹ Gina đã giúp Jordan tránh được án tù và cậu bé sẽ được tham dự một khóa học phục hồi chức năng trẻ vị thành niên. Giây phút cuối cùng. Theo luật Sharia tại Iran và một số nước Hồi giáo, trong những giây phút cuối cùng của kẻ sát nhân, gia đình nạn nhân được phép đến gần hắn ta và đưa ra hai lựa chọn. Một là ban cho hắn cái chết và hai là tha thứ. Thế giới của tôi bị sụp đổ vào cái ngày tôi nghe tin con trai mình bị chết. Nếu tôi tha thứ cho Paula, làm sao tôi có thể sống được? Đó là điều mà bà Samiri Eliza từng nói với gia đình kẻ sát nhân Bala Jesari cầu xin bà tha thứ. Adola, cậu con trai 17 tuổi của bà Samiri, đã bị Bala giết chết trong một trận ẩu đả trên đường phố. Bà cũng nói với chồng rằng, nếu Bala được tha, tôi sẽ chết. Vào một ngày giữa tháng 4 năm 2014, ở sân ngoài nhà tù của một thị trấn miền Bắc Iran, Bala đang đứng trên một chiếc ghế tại giá treo cổ, hai bàn tay bị trói sau lưng, đầu quàng thòng lọng. Cùng lúc đó, hàng trăm người bên ngoài đang đổ dồn về phía cánh cổng bên ngoài nhà tù để chứng kiến bà Samiri thực hiện đặc quyền của mình, gạt chiếc ghế dưới chân của kẻ sát nhân. Bà là năn nỉ: "Xin tha cho cháu, cô Mariam." Đó là tên gọi thân thiện của bà Samiri trong cộng đồng. Bà Samiri bước đến gần và hỏi:
Vậy cháu có tha cho chúng ta không? Cháu có tha cho con trai ta không? Cháu đã lấy đi hạnh phúc của chúng ta. Tại sao chúng ta lại phải tha thứ? Khi tất cả mọi người đều đang nín lặng để chờ đợi cái giây phút định mệnh ấy, thay vì đá chiếc ghế khỏi chân của Ba La, thì bất ngờ bà Samari bước đến và tát cho Ba La một cái và gọi chồng mình đến tháo thòng lọng ra khỏi cổ của kẻ đã giết con trai mình. Ngày sau đó, Ba La được tuyên bố ân xá trong sự kinh ngạc của tất cả những người chứng kiến. Sau 7 năm, với một khát khao duy nhất có thể trả thù cho con trai, thì giây phút cuối cùng đó, bà Samari đã lựa chọn tha thứ. Việc làm đó đã biến bà Samari thành một người hùng ở vùng Rojan trên bờ biển Caspian. Đường phố treo đầy băng rôn về lòng vị tha của gia đình Aliniza và người dân hết lời ca ngợi sự rộng lượng của Samiri. Về phần Samiri, bà tâm sự rằng: "Ngày sau đó, tôi cảm thấy như cơn thịnh nộ biến mất trong trái tim và dòng máu trong tĩnh mạch của tôi bắt đầu chảy trở lại. Mất đi một đứa con giống như mất đi một phần cơ thể. Trong suốt những năm ấy, tôi cảm thấy mình như một cái xác chết. Nhưng bây giờ tôi đã tìm lại được bình an trong mình." Tha thứ đã biến những bà mẹ bình thường như bao bà mẹ khác trở nên phi thường. Người ta nói, sức mạnh của người phụ nữ không đến từ dáng vẻ hay lời nói mà xuất phát từ nội tâm. Trong những giây phút giằng xé giữa được và mất, họ đã thật sự đủ can đảm và kiên cường để quyết định điều gì là sáng suốt nhất. Vậy mới nói, tha thứ là một liều thuốc diệu kỳ, có thể chữa lành những vết thương không chỉ kẻ cần được tha thứ, mà chính là cho cả người cho đi thứ thải. Nếu một ngày có ai đó vô tình làm bạn tổn thương, hãy cứ cho đi tha thứ. Sau đó bạn sẽ nhận ra có phải rằng trái tim mình bỗng trở nên ấm áp, bầu trời phía trước như sáng lên và con đường cũng như rộng ra. Bạn đã thật sự không hiểu tại sao cuộc sống lại kỳ diệu đến vậy. Kỳ thực, chính tha thứ đã đưa tâm hồn bạn thăng hoa lên một cảnh giới khác, cảnh giới của người cao thượng.